cha ba làm gì mà kêu tôi chà hoài vậy? Ủa thì ba má đặt mày Nguyễn Thị Chà thì tao kêu mày chà chứ kêu mày cái gì? Vô quốc tịch Mỹ, đổi tên lâu rồi. Tên gì? Chanel. Hèn chi gì đâu mà chà neo trước chà neo sau, chào neo tới chà neo nuôi, rồi bởi vậy đi ra ngoài đường á xà nẹo hoài à. Nè neo chị đang báo tìm người xe phòng chưa? Đăng hai bữa rồi bà ơi. Đưa coi coi. Nè coi đi. Thôi, còn này. Đưa coi coi. Đâu coi. À, đây hả? Đàn ông 31 tuổi, đẹp trai, có học thức, cần tìm bạn gái để tâm sự trong lúc vợ đi đẻ. Hả? Ủa gì vậy? Hả? Trời ơi. Miệng thì nói sợ trai, tối ngày cứ tìm trai. Tôi nói bà ở trong có một rau vặt thì bỗng phương làm gì mà đọc hoài à. Ôi trời, tao lộn hèn chi. Cái mục này tìm bạn bốn phương, mà cái mục tìm bạn này công nhận vô duyên thiệt đó mẹ ơi, quá vô duyên à. Đàn ông 31 tuổi, đẹp trai, có học thức, cần tìm bạn gái để tâm sự, mà không để số phone điện thoại gì trơn, làm sao mà tao liên lạc được? Làm sao mà người ta liên lạc được? Mệt quá à. Tao tìm cái vụ rau vặt coi. Đây coi coi. Rồi, cần xe phòng. Điều kiện phải là đàn bà, không chồng, không kép, số phone là. Ok, rồi được rồi đó. Hôm nay tao ở nhà nha, hôm nay cuối tuần nè, thế nào có người tới mướn à. Thấy bà tôi chán ghê vậy, mệt bà quá. Ê! Trời ơi, cái gì mà chua dữ vậy mày? Gì chua? Trời ơi, nước hoa Chanel number 5 đó bà, nhà quê quá. Trời đất ơi, Chanel number 5. Một tuần lễ mày không tắm rồi mày xịt nước hoa vô, cái mùi tổng hợp nó như là mùi cao rồi đó. Gì chào? Mà tôi nói bà nghe nha, bà tính làm sao á? Trời ơi, hai chị em mình nè, ở cái nhà thoải mái muốn chết rồi, có hai phòng. Trời ơi, cho người lạ share phòng làm gì? Chật chội đâu, đúng lắm bà ơi. Trời ơi, tao đâu có muốn đâu mà chuyện bắt buộc á. Mày thấy không, ba má sanh ta ra, trời sao mà tao xui quá trời xui. Tao đẻ tao ngôi sao xấu, mày thấy không nè. Người ta chơi shop, người ta lên âm. Còn tao chơi shop mà thấy không, quá thê thảm. Tao vô Yahoo nó từ 250 xuống còn có 12 đồng. Tao vô Cisco nó từ 400 nó còn có 11 đồng. Tao vô Amazon nó từ 800 nó còn có 14 đồng. Mày thấy không, riết tao muốn nhà xuống cầu San Francisco, tao tưởng tao chết cho rồi đi. Mày coi ba má thì già nè, má 82, ba 94, 7 đêm tao phải lo. Mày thấy không, tao quá khổ. Cuộc đời tao mà thấy tao... Tôi lại chị. Cái gì? Trời ơi, bà than tôi phiền quá à, mệt bà quá đi. Phiền cái gì? Bây giờ tao không muốn nói gì hết trơn á. Tao cho mày biết, mình phải cho xe phòng để tiết kiệm tiền bạc. Biết không? Bây giờ tao sắp xếp vậy. Nhà mình có hai phòng. Phòng tao, tao ở. Phòng mày, tao cho xe. Ủa, rồi tôi ở đâu? Mày ra ngoài đường ở. Gì kỳ vậy bà? Hả? Sao ra đường ở? Ủa, thì tao thấy tối ngày mấy cà nhỏng mày xà nẹo ngoài đường không mà đâu về nhà đâu. Đó, thay vì mày đi chơi khoảng chừng 6-7 giờ sáng mày về, cái mày rủ bạn bè mày trễ chừng 1-2 giờ trưa mày về, cái mày về mày vô phòng tao cầm đánh răng rửa mặt cái thay ngoáo cái đi tiếp. Thấy không? Cái phòng tao cho xe tiết kiệm tiền. Mày thấy chị mày chưa? Chị mày mà giải quyết là đâu vô đó đàng hoàng. Bà hay quá ha. À. Đúng ghê vậy đó. Sao? Bởi vậy. Sao? Chị tôi chưa có chồng. Còn tôi thì không có phòng. Con vô duyên quá, mệt quá. Thôi đó, lo đi vô cái phòng mà mày sửa soạn xong xuôi chưa? Sửa soạn hết rồi. Rồi con. Anybody home? Ai vậy mày? Ê, không chừng khách tới mướn nhà đó. Trời ơi, gì vậy mấy đè? Tự nhiên cái cười hả? Thấy tôi dịu dịu, tôi cứ bóng hả? Xin lỗi nha, tôi bê đê. Trời ơi, hú hồn mà cười hoài hả? Không nghe ông bà ta ngày xưa nói hả? Trời xanh có mận, có đào, có trai, có gái, có thằng bê đê. Ê, vậy? Đi đâu mà vô nhà nói năng tầm bậy tầm bạ vậy? Ủa trời ơi, hai người ngồi không nói chuyện, tưởng đâu hai cái bình bông. Bông gì cha? Không, đằng kia bông hồng. Còn này, bông dạng thọ. Chỗ này chi đây? Dạ, em đọc báo em thấy là chỗ này cho mướn phòng phải không chị? Đọc kỹ chưa? Dạ rồi. Nhà này đó không có cho đàn ông, chỉ cho đàn bà mướn thôi, biết chưa? Ủa vậy chị nhìn kỹ coi. Em đàn gì? Đàn giữa mày ơi. Đồng tính, đồng tính. Trời ơi, gì đồng tính quê còn chết à. Cỡ như em vậy đó, dân chơi của tụi em là bóng lộ.
Còn trí thức gọi là homo, còn Tây gọi là BD, còn Mỹ gọi là gay, còn Việt Nam gọi là bóng lẻo cái. Coi cái tướng đi kìa, coi tướng đi kìa mày. Dạ tướng đi sao chị? Bình thường là ông đi kiểu này thường lắm rồi, mà gặp hàng nào ông kết ông đi kiểu khác. Kiểu gì? Kiểu Sài Gòn Chợ Lớn. Làm sao? Kiểu Sài Gòn Chợ Lớn là đi như vậy nè, dứt cái vô Chợ Lớn, ra cái Sài Gòn Chợ Lớn, Sài Gòn Chợ Lớn. Cái đít cờ quẩy như con long quăng vậy hả? Nhưng mà cũng bằng đít tôi. Trời ơi, cái mông Chanel. Dạ, chắc cái mông này bỏ hả? Mông Prada nè bà. Có mua insurance đó nha. 1m 1 triệu, 2m 2 triệu đó bà. Prada ha. Ờ. Insurance ha. Ờ. Rồi ngồi đi mẹ, mẹ lanh quá à, mời ngồi. Dạ, cảm ơn. Có gì thiếu sót xin lỗi chị. Không biết, không biết. Gì vậy? Ủa kiểu gì vậy trời? Kiểu này mà nói rồi đó hả? Còn kiểu khác hấp dẫn hơn nhiều. Kiểu gì? Kiểu này nè. Kiểu gì vậy? Kiểu này người ta gọi là kiểu mời gọi. Ủa thôi mời, sáng nay gặp gì đâu không á. Trời ơi. Nói nghe nè. Chị em của tôi trong nhà không có chồng với hôn sống vậy, cho nên là muốn là cho xe phòng là cho xe đàn bà con gái thôi, chứ còn gì nữa này nữa kia ra vô nó kỳ lắm, hay là không mấy gì chỗ khác luôn. Em nói chị nghe là chị đừng có nghĩ như vậy. Hồi nãy em tới khu này nè, em thấy Mỹ Đen không à? Trời ơi, nhà đàn bà con gái không á, rủi Mỹ Đen nó vô nó quậy hai bà đó. Tôi nhà cho tôi đỡ cho. Mẹ nó mà cũng có lý nè. Cho mày mướn đi. Chị nhớ không? Sao? Bữa trước đó à, có con thằng Mỹ Đen du đảng đó à, lan can lợn trừng trước nhà mình nè. Đúng rồi, tao nhớ rồi. Rồi dê tôi nè. Trời ơi, tôi sợ muốn chết luôn vậy đó à. Ủa? Té ra nó dê mày hả? Ừ. Trời ơi, vậy mà tao tưởng nó dê tao chứ, hàng chi tao mở cửa nó bỏ nó chạy quá trời mày ơi. Trời đất ơi. Bà sao bà ham quá. Ê nó nghe, vậy là bây giờ mày đồng ý cho mướn phải không? Cho bà mướn đi, bà này cũng vui đó. Dạ vui, vui không? Vậy chứ tên gì dạ? Dạ, tên Như Quỳnh. Hả? Gì? Trời hả, hú hồn chứ bà. Dạ đúng ra em tên là Lê Như Quỳnh, nhưng mà qua Mỹ không bỏ dấu, người ta gọi em Như Quỳnh. Sẵn Như Quỳnh với chị nó đa đẹp quá nên nhận tên đó. Vậy hả? Dạ. Vậy chứ làm nghề gì vậy? Dạ em làm nghề cắt tóc với make up. Make up da và cô dâu hả? Dạ không phải, make up chú rể. Trời, vậy chứ có vợ chưa? Trời hú hồn. Trời, tướng em mà lấy vợ về chắc tối hai chị em dành áo đồng nhân mặt quá à. Tướng chúng ta giờ không có vợ. Ôi, bà than à, bà than. Cái gì? Nguyên một con bóng lộ lộ đứng trước mặt bà cứ hỏi là có vợ chưa. Thì phải hỏi cho kỹ càng chứ. Trời ơi, bây giờ vậy là mày đồng ý mày cho mướn phải không? Cho mẹ mướn đi. Thôi giờ rồi, hai chị em tôi bằng lòng á. Dạ. Bây giờ đầu tháng vô hay chừng nào vô? Trời ơi chị ơi chị, bóng gió tụi em là khoái bùm bụp bùm mà. Phải làm liền à, vô liền ngày hôm nay được không chị? Bùm bùm phải không? Rồi dạ. Bùm luôn. Đầu tháng cuối tháng đưa 800 là vô liền. Dạ anh chịu, lát anh đưa tiền nha. Rồi dạ. Ok. Dạ, lát đưa vô chổng đi. Quần áo đâu gì, đồ đạc mang vô chổng đi. Trời ơi, tụi em không bao giờ xài đồ cũ hết chị ơi. Gì? Tới chỗ nào là xài đồ mới hết trơn hết trội á. Đồ gì? Nhưng mà lúc nào trong người cũng có cái này phải đem theo. Cái gì vậy? Dạ kem. Cái gì vậy? Kem gì vậy? Em nói chị nghe là kem này tốt lắm nha. À. Kem chống nhăn. Kem thoa tan mỡ bụng. Kem sức rụng lông chân. Chị biết không, nhiều bữa em quên sức kem á, mặt áo đầm nha trời ơi, lông chân ra như bách đáp rừng nha. Ghê luôn à. Vậy hả? Dạ. Bây giờ em đi về liền hả chị ha? Vô đi, cái phòng trong dạ. Đây nè nha. Hả? Nhớ nha, phòng ai nó ở nhà bà. Trời ơi, bà đừng có làm bộ rồi nhìn chị em tôi thay đồ đó nha mẹ. Trời ơi, thế bà ơi, bà mà cởi hết quần áo với tôi thèm dòm luôn á. Thôi được rồi, bây giờ cởi thôi miên ngôn, cởi tôi mới dòm. Thôi, dạ. Vô phòng đi. Dạ. Mà nhớ nghe, ăn ở cho sạch sẽ đó. Chị yên chí đi, tôi mà vô phòng là có đồ nghề liền à. Thuốc xịt thơm phòng. Vậy hả? Dạ, mùi vanilla. Vanilla là mùi gì? Là mùi hột é. Ê, cái phòng bên phải đó nha. Dạ. Cái phòng bên phải đó. Ê,
đường đó mày. Dạ, tao bướng đường ơi, đó mày. Đụng má gì đâu mà tôi đi tập thể dục nè, mày đi luôn không? Ê, cho tao quá gian đây đi, đi đi với. Đi đâu? Tao ra nhà hoàng. Mày ra nhà hoàng chi vậy? Trời, tao xui dễ sợ ba má xanh tao ngôi sao quá xấu mà biết không? Tao có con bạn mà tao giận nhau đó 10 năm nay rồi. Tao mới quen lại tuần trước, cái tuần sau cái ông ngoại nó chết mày. Bây giờ tao phải đi phúc điếu hay tốn tiền không thì khổ ghê. Trời, tôi nói bà nghe nha. Gì? Bà than hoài bấm sợ lỡ miệng hả? Lỡ miệng gì trời, trời ơi. Kinh tế bây giờ nó xuống quá là lay off tùm lum tà la vô đó. Nói mà nha. Vậy mày đi ra nhà hoàng đó. À. Than chỗ tao cúng điếu đó. Đi ra đâu trời ơi thiệt á. Trời ơi, đi thang nữa mệt quá. Chà neo, mà chờ tao có chà neo. Công nhận mà đúng kịch giỏi thiệt. Ê, Tuấn, mày ngu quá. Hồi nãy mày tới cái nhà này không chịu vô. Có hai ghế đã lắm mày ơi. Rồi, tao giới thiệu cho mày. Tao bông hồng, còn mày cái bông dạng thọ. Mày biết sao không? Tao phải giả bóng gần chết cho tao mướn á. Nhưng mà nhớ nha. Cái điều quan trọng tao dặn mày á là mày không được cho con ghệ tao biết nha không? Nó dữ quá làm sao tao quen nó được. Nghe chưa? Nhớ nhau. Đã. Số mình số hưởng. Số mình số hưởng. Số. Cái gì tự nhiên mới đi cứ ngắt vậy mẹ? Đâu có bà. Trời ơi trời, cứng đâu cứng bà. Tôi nói bà nghe nè. Nhà này á nha, tôi thiệt với bà nha. Mỹ đen quá chừng trời á. Tôi nói bà nghe, tôi phải tập cứng gì á. Mỹ đen tưởng tôi là trai thiệt. Nó không dám vô mày với bà. Trời ơi, mà tôi nói bà nghe này nha. Gì? Tôi thấy cái tướng mặt thiệt cái là quá là bảnh bao à. Bảnh không? Cái mặt đẹp quá à. Được đẹp không? Quá là gentleman luôn. Sao BD uổng quá à. Trời ơi, bị vậy chứ ai muốn. Nhưng mà nhiều khi gái dựa vô cũng mê thấy mẹ. Hả? Không có đâu bà, không mê đâu. Không mê đâu. Ủa? Nhưng bà, mà sao sao tập thể dục về sớm vậy? Tôi nói bà nghe, tôi tính đi tập thể dục. Tự nhiên mấy bữa này nè, cái vai tôi chứ cái lại cái bắp vế nè. Trời ơi, nó cứ nhắc tôi tập không có được gì hết trơn. Vậy là hả? Tôi kêu tôi tập hoài, tôi nói tức ghê vậy, tập hoài. Ê! Khép vô đi bè. Sao vậy? Thổi gió vô, trút gió tôi mang tiếng. Mắc mới gì mang tiếng bà? Nói nghe nè. Cái gì? Bà biết sao tập thể dục bà bị mệt mỏi không? Không. Người ta tập thể dục phải chịu khó exercise. Phải có người massage. Thịt da nó mềm mại, mới khỏe mạnh. Vậy hả? Tôi không biết đâu, sao bà biết? Trời ơi, hồi đó tôi chuyên môn về massage mà. Vậy đó. Bà biết Nguyễn Hưng không? Rồi sao? 72 tuổi rồi đó. Sao? Mà nhờ tôi massage riết cho còn 27 tuổi á. Nó có sức khỏe như cái tân vậy đó. Thấy không? Trời ơi, mà tôi nói mà nghe nè, bà biết massage phải không? Chứ sao? Trời ơi, hay quá à. Bóp cho tôi mấy cái coi, ngay chỗ dai nè. Trời ơi, tôi nhức dai quá à. Ê, cái này tự bà kêu bóp phải tôi muốn nha. Bóp đi, gái lưỡi này nó nhiều quá à. Số mình số hưởng. Chỗ này nè. Bóp nha. Ừ. Ót trắng trời ơi. Trời ơi, đã không? Trời ơi, đã quá, trời ơi, đã quá bà ơi. Trời ơi, tôi còn đã hơn bà nữa. Hả? Phải, tôi lộn. Trời ơi, tôi hỏi bà đã không? Trời ơi, tôi quên hoài, trời ơi. Đang công mà thẳng hoài à, trời ơi. Mệt bà quá à. Bà giỡn hoài, tôi mệt luôn quá à. Rồi sao? Bóp cho tôi biết cái lưng coi, trời bóp mấy cái nữa coi. Trời đất ơi, bóp nữa hả trời? Sao sướng vậy trời? Ê, ê. Gì? Chổng chổng rủi có bầu đừng thưa nha. Cái gì có bầu? Quên thử lọc. Trời ơi, chẳng có sức nha. Không phải. Ý tôi muốn nói là chổng có chừng đụng cái đầu. Cái gì đó. Thấy bà ăn nói vô duyên quá, mệt bà quá, bóp mấy cái đi. Bóp nữa ha. Đẹ lên. Mà ơi, cái gì vậy? Kỳ quá, tự nhiên ngoài này chổng chổng kỳ quá. Chứ sao? Nó nghe massage phải có giường đàng hoàng. Nằm lên tôi massage mới đã. Nghe không? Không mấy mày vô trong đi rồi tôi massage cho. Trời ơi, bà khỉ nào nãy dẫn chịu nó sớm. Đi, lẹ đi. Trời ơi, ai chịu nổi trời. Trời ơi, số hưởng. Trời ơi, hưởng thiệt trời. Mới vô tự nhiên xuống hết trơn cái tội à. Ê, sao cởi quần áo ra hết trơn tội vậy? Ủa, vậy không được hả? Không được. Vậy tôi để mặc đồ cho lại nha. Thôi, lỡ rồi, để đi. Trời ơi, sáng sớm xui dễ sợ chưa gì ra hết 104 đồng, 100 phóng điếu, 4 nước mía. Mệt quá. Trời ơi, tôi nói bà nghe này nè, ngồi xuống đây. Cái gì? Tôi nói bà nghe nè.
Trời ơi, ủa mới đi đâu về vậy? Mới đi đám ma về. Hàng chỉ mặt buồn quá trời à. Ủa mà mới đi làm về hả? Ừ, mới đi làm về. Mà bà nhờ tôi cái chuyện đó, nghĩa là tôi làm xong hết rồi. Chuyện gì tao đâu có nhờ mà chuyện gì đâu. Trời ơi, cái chuyện bự mà bà không nhớ. Chuyện bự chứ gì tao có nhờ mà chuyện gì đâu. Trời ơi, cái vụ án bự này nè. Em tao nó nghe được, nó cười cho nó để một mình kín đáo thôi. Thì mình em bà, tôi với bà nghe thôi. Đó, vậy được rồi. Ở dưới kia 1888 người với lại 140 cặp camera nghe luôn. Trời ơi, tôi chết quá à. Thôi đi, nó nhỏ nhỏ làm sao mày, mày chuyện đó mày lo tới đâu rồi? Trời ơi, tôi hỏi hết rồi, ông bác sĩ nào tôi cũng không chịu hết trơn á. Có một ông bác sĩ là tôi chịu thôi. Vậy hả? Bà ổng dễ thương lắm bà ơi. Vậy hả? Ừ. Ổng tên gì vậy? Bin Laden. Thôi mày, đưa tao tới ổng không, nhét hai cái bom cho người ta cái tao chết á. Thì bà nhớ hai tòa nhà sập không? Bây giờ tới hai tòa nhà bà. Thôi đi, giỡn. Nói chơi bà thôi, chứ tôi hỏi ổng rồi. Ổng sửa 3.000. Ông bác sĩ thẩm mỹ đó phải không? Ổng sửa 3.600. Mà bây giờ ổng quen biết với tôi. Ổng sửa cho bà 600. Trời ơi, sao mà rẻ dữ vậy? Sửa sao mà rẻ dữ vậy cưng? Trời ơi, sửa một bên, còn bên này 5 sao sửa. Vô duyên quá. Ai sửa vậy? Nói chơi với bà thôi. Tôi biết bà than dữ lắm, thành ra có một cách bà nhớ mấy cái con model trên mấy cái tivi màn ảnh không? Có, trời, mấy con nó đẹp lắm rồi, nó đập lên mặt gì nè. Đó, trời ơi, bây giờ tôi làm cho bà y chang như mấy con đó vậy đó. Bà tốn tiền không? Không có tốn một đồng nào hết trơn, có 50 sen nè. Cái đó nghe được, sao tao làm sao? Bà chổng đầu xuống đất nè. Chổng đầu xuống đất? Đưa hai chân trời. Có mặt lắm mày ơi. Rồi cái tôi lấy cái băng keo mà thép mấy cái thùng hàng á, bà biết cái không? Cái băng keo màu xám đó phải không? Cái tôi đi vòng lật bà lại, cái nó ập vô trong mặt bà luôn. Vậy không mày? Đã không? Trời, được đó. Đã ha? Được đó. Nhưng mà lúc mà tháo băng keo ra nó có đau không cưng? Đâu có đau. Không có đau gì hết, băng keo với lại da nó đi theo với nhau. Trời, nói chơi bà thôi, nãy giờ chọc bà thôi. Chứ tôi nói thiệt á, tôi biết cái mặt bà là than dữ lắm. Hà tiện lắm, thành ra tôi mua rồi. Tôi đi qua chợ Bô Sa tôi mua rồi. Mua gì? Trời ơi, có 19.99 nè, nó on sale bà ơi. Cái giá nó được á. Đây nè. Coi coi, cái gì vậy? Nè. Gì vậy? Ủa? Đã không? Sao giống xương xa xương sáo vậy mày? Xương xa gì, keo lì má ơi. Keo lì hả? Rồi. Ủa nè, có nè. Nhưng mà cái này làm sao? Cái này mình sử dụng sao mà chỉ tao coi. Đây là lần đầu tiên tao mới nhà bà hả? Có cái dòng nào đi ra đi vô bà ơi. Mày mày, nhà tao thờ cúng đàng hoàng, đúng cái dòng này dòng kia nghe. Quên, tao quên. Trời ơi, quên giới thiệu. Giới thiệu với mày đây. Restroom của... gì restroom? Roommate của tao. Còn đây, Michael, hàng xóm. Trời ơi, nói nghe nè. Còn cái vụ này xài sao ha? Ví dụ chẳng hạn như tao mặc mà cái đầm mà nó hở vậy nè. Hở mấy cái lưng mày nhét cho nào mày chỉ tao đi. Ví dụ chẳng hạn như là... Nè! Trời đất ơi, cái gì tùm tướm cái này hả? Để tôi cho bà luôn, tôi khỏi có tính tiền đồng nào với bà. Trời ơi, mày tốt quá, mày cò dễ thương. Bà gian chỗ khác đi, bà làm ơn bà biến giùm tôi, nhấn nút biến. Sao biến lẹ để tôi làm việc. Ok, biến. Tao biết liền. Ngồi chơi nha, chút vui vẻ nha. Trời đất ơi, tùm tướp vậy à. Chết mẹ. Thằng giả gặp thằng thiệt. Anh ở đâu tới ạ? Trời đất ơi, nhà em không qua mướn mà đi mướn cái nhà này chi vậy? Qua em cho ở phi khỏi tốn tiền. Anh ở đâu tới vậy? Mấy tuổi vậy? Trời ơi, đẹp trai dễ sợ rồi. Em nói anh nghe nè, tên gì vậy? Tên gì vậy? Sao nói hoài không chịu trả lời trả vốn gì hết vậy? Bộ khi dễ hả? Tên gì vậy anh? Nói đi, tên gì vậy? Tôi tên như Quỳnh má. Trời ơi, chị em đụng với nhau là trái nhà đó bà. Trời đất ơi, chẳng nha vậy trời. Trời ơi, nãy giờ tôi tưởng trai. Trời đất ơi. Sao đi hoài vậy mẹ, đứng lại. Trời ơi, đi vòng hoài như cái bông vũ vậy, chóng mặt quá. Ủa, đi vòng chóng mặt hả? Chứ vậy, sao? Vậy đi ngược lại. Trời đất ơi, con này chắc khùng rồi. Người ta hả? Người ta đi trên dây điện là đã khùng rồi, con này nó đi trên dây điện thoại chứ không phải được.
Ê, thôi nha. Rồi sao? Nãy giờ thấy nhịn đừng có làm tới nha. Làm tới rồi sao? Cả chấn là giọng như mặt. Quên vậy. Giọng như mặt đó nha má. Trời ơi. Dám giọng không? Ờ. Cà chớn hả? Là giả tứ bề à. Giả tứ bề. Giả tứ bề là giả làm sao? Vậy nè. Trúc 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 trúc. Trời ơi. Nè 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 con kia. Bà biết cái bông huệ mà sau khi cúng không? Hả? Tôi giả bà từa lưa giống cái bông huệ đó luôn. Đúng không? Nên. Mệt quá. Nên. Có điện thoại. Mệt hết sức à. Quẩy xin qua xin à xin qua chua xin à xin à xin à chắc gái quốc tế xin qua xin à I love you bye. Ủa ai hả? Trai hả? Mà ai vậy? Biết ai không? Ai? Lưu Đức Hòa. Trời ơi, Lưu Đức Hòa hả? Trời ơi, em mê Lưu Đức Hòa lắm đó. Trời ơi, không những tôi quen Lưu Đức Hòa mà tôi ở Lưu Đức Hòa đó. Trời ơi, vậy hả? Nhưng mà ở đợ. Trời ơi, hèn gì. Dòm giống Lưu Đức Dây ghê vậy. Gì vậy? Trời đất ơi. Ê, bộ hồi xưa ở gần kho đạn sao nổ dữ vậy? Hả? Hả? Mệt quá à. Khùng cũng khùng vừa chừa chỗ cho ta khùng chứ. Trời đất ơi, khùng quá đi à. Biết không? Biết ai đây không? Ai? Quách Phú Thành nè mẹ. Trời ơi, Quách Phú Thành. Mệt quá à, nói chỉ con này hồi mắt điên quá à, giang ra. Trời ơi, bà Thang ơi, cái này của bà nè. Quên. Đưa hai tay ra. Cái gì vậy? Cái này đúng ra là của mẹ nè mẹ. Cầm bóng ác phụ. Trời ơi, ra đây bà Thang. Trời ơi, Thang ơi. Bà ở đâu vậy? Vậy? Trời ơi, tôi ra tôi nói nghe nè. Con mẹ Quỳnh này nè. Trời ơi, tôi nói hồi nãy hả, mà massage tôi đã dễ sợ luôn vậy đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, có bàn tay tôi nó hả, bà đi tới đâu tôi rất thích trơn tru mà nó đã. Ừ, đã luôn. Mà sao trơn tru mà mày không mặc quần áo sao nó trơn tru? Thì bà cởi quần áo ở mới massage được. Ủa vậy hả? Ừ, nhà này vui. Trời cưng, nói nghe cưng. Hả? Giờ cưng massage giỏi lắm hả? À. Trời ơi, vậy hay vậy, cái chị vô là chị cởi hết đồ, chị nằm nơi chị chờ cưng vô massage chị nghe. Nghe cưng. Massage chị tôi đi. Chị cởi, chị cởi hả? Khoan. Sao vậy? Chị cởi hả? Ờ. Chị chờ tôi xíu nha. Sao vậy? Tôi vô lấy cái mền trùm với lại. Trời ơi. Trời ơi, bông vàng thọ vào cái đầu. Thôi tôi vô kiếm cái mền chờ chút xíu nha bà. Gì mày? Sao mày nói rõ ràng này cởi đồ vô mà sao vậy, nó bắt chùm mền làm sao vậy? Chiều nãy tôi cởi ra nó mới massage đó, tại bà đó. Vậy hả? Ồ. Trời ơi, bởi tao nói ba má sinh tên ngôi sao quá xấu mà thêm bây giờ bóng mà nó còn chê tao mà thấy. Trời ơi, mày ra mày coi giùm tao ai mà sao tựa sáng xuống. Mày xui quá vậy. Ai để đi? Để ra coi, ra coi. Em đi tìm chồng. Hả? Chị ơi, chứ chị lộn nhà, nhà này là đang bán gái không à? Không, em tìm Lê Như Quýnh đó. Ủa? Bà là má con giả hả? Chị đẹp quá à. Chị dễ thương ghê vậy. Ờ, cảm ơn chị. Chị sexy quá à. Trời ơi, em nói mỗi ngày em tập mỗi ngày chị. Trời, chị nói chuyện vô duyên quá à. Tôi là vợ của anh Quýnh nè. Tôi đi tìm ảnh. Tôi tên Betty. Hả? Chị? Cái này Betty đây hả? Ừ. Hả? Betty mà anh dày biết bé lớn cỡ nào. Chị ơi, chị nói là chị tìm chồng chị ở đây hả? Tin dạ, Quýnh hả? Dạ. Em nghĩ chắc là chị có sự nhầm lẫn gì rồi đó chị ơi. Không, dứt khoát em không có lầm lẫn mà. Anh Tuấn bạn ảnh anh đi xe phòng với hai con mẹ nào ở đây cà trớn lắm đó. À, không có. Ở đây cũng có mới có xe phòng của một người tên Quýnh. Nhưng mà tôi nghĩ không phải chồng chị đâu. Mày chỉ biết sao cái Quýnh đó đó, dày nè, đó. Đâu phải dày đâu mà làm chuyện dày được. Quýnh vậy hả? Ờ. Vậy là hai chị bị gạt rồi, không dám dày đâu. Thằng cha này hả, cho thấy con gái đàn bà cỡ chị nước miếng chảy rồng rồng vậy đó. Trời ơi, già không bỏ nhỡ không tha mà, dê đạo lộ đó. Tại Betty coi chả như chị em bạn gái đó. Betty mới cho chả nằm chung. Chị biết sao Betty thất thân với chả không? Tại cho có hai ngón nghề quá là tuyệt vời đó hai chị ơi. Nghề thứ nhất là massage. Thích mày rồi. Trời ơi, cái con này vậy hả? Còn nghề thứ hai á là bấm huyệt.
Trời ơi, cho bấm mà em mê, em phê nó nổi mà cái bụng chành anh luôn. Ngoài cái massage nó có bấm quyệt mày chưa? Chưa, trời ơi, mấy massage chưa có bấm. Phải không? Chưa có bấm mà. Phải không? Mày quay vòng tôi coi coi. Đó, bà coi đi, không có bấm mà. Chưa. Cứ quay. Hai chị chắc... biết không? Nói cho hai chị nghe nè. Em quen chả mới có 2 năm mà em đánh ghen 18 lần. Trời ơi, gì ghê vậy? Chị biết không? Tới hay mà em bé Ti nè, có bầu á, cái chả trốn mất tiêu luôn à. Có mấy đứa Việt Nam với mấy đứa tiểu bang này tiểu nọ kia qua. Chị biết không? Nó cũng bị bấm quyệt giống em vậy đó. Ôi mà chị ơi, biết tính tình chả vậy, cho đi Việt Nam chi, cho chứ đi chơi làm chi. Trời ơi, bé Ti đâu có biết đâu. Tại chả nói chả về cho bóc mã ông nội chả. Mà nói chị nghe, có cái mã mà một năm bóc 8 lần luôn. Trời ơi, bóc riết bóc mấy con vợ luôn. Bé Ti cho chả đi, bé Ti còn khen chả có hiếu nữa đó. Trời ơi, tội nghiệp quá vậy. Tại vì bé Ti quá khổ, hay chị giúp bé Ti đi. Tội nghiệp quá vậy. Vậy nè, tội nghiệp quá vậy chứ bầu mấy tháng rồi chị? Mới cấn thai tuần rồi à. Sao bụng bự dữ vậy? Buồn quá, ăn nhiều bụng bự. Thôi rồi, chị đừng có buồn nữa. Tụi này giúp chị ha, vạch mặt ổng ra cho chị coi. Dạ, chị giúp bé Ti nghe, bé Ti đền ơn lắm. Rồi, bây giờ okay. Chị núp vô đây ha. Dạ, giúp chị bé Ti. Dạ, núp vô vậy chị. Dạ. Chị giấu này, che này đi nha. Ê, mày làm như mày không biết gì nha, mày để gai chả cho bể mặt đi. Bà ơi, hai bà làm như kêu vô massage không chịu vô, rồi tự nhiên cái lưng ngồi này vậy. Ngồi nó nghe là cưng. Trời ơi, gì mạnh tay vậy bà? Ngồi chơi chút xíu mà kinh. Thôi mình không hợp với bông vạn thọ đâu. Qua cái bông hồng. Sao bà? Nãy massage đã không? Được. Tôi nói bà nghe nè, tôi nó massage đã lắm. Nhưng mà có một cái quan trọng nha. Sao? Có một cái chiêu đặc biệt nữa. Biết gì? Chiêu gì không? Chiêu gì? Đó là chiêu... bấm quẹt. Hả? Trời ơi trời. Tiếng ai nghe quen vậy? Tiếng là tiếng du á, tiếng của du á. Ủa, tiếng Nguy hả? Tiếng của bà. Bấm quẹt, bấm quẹt. Rồi nó đó. Thôi bây giờ á, ngồi xa cái massage bấm quẹt đã lắm, đi vô đi anh. Tôi bấm quẹt cho bà. Đi. Lê Như quá. Trời ơi. Đâu ra vậy? Ôi, tôi sợ cho anh giả mang tăng bảo. Nhưng mà anh nói em nghe, tại em dữ quá, ai chịu nổi? Không cho đánh anh Vân, tôi đánh con anh, tôi đánh anh. Thôi bà làm ba cứu người. Chuyện gì vậy? Thôi, mai cô, tụi tao bị lừa gạt. Ai lừa gạt? Lừa gạt hả? Mày cha đàn chơi giả bóng anh. Giả bóng? Cái dê tụi tao, mày coi trả là chồng bà này nè, cái làm bà này dày nè. Trời ơi, vậy là mấy bà bị lừa gạt hết. Trời ơi, tội nghiệp quá, trời ơi, vậy là đồ Sở Khanh. Trời, đồ... Mà là trai. Ừ, trai đó. Hả anh? Biết chưa? Tình kia chưa? Trời ơi, xinh quá nhỉ. Vợ chồng chị hạnh phúc quá nhỉ. Chứ sao? Đi Niagara Falls chơi phải không? Đố. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp biết chưa em? Trời ơi, lại hạnh phúc quá, vợ chồng sao hạnh phúc thế này? Thấy chưa, ảnh ẩm chị thấy chưa? Trời, ảnh thương chị lắm, em biết không, anh Bình anh thương chị kinh khủng lắm. Thế à? Lúc nào anh cũng nâng niu chị hết trơn á. Ảnh là người chồng thành thật, không bao giờ biết giả dối dở trơn á. Trời ơi, em nhìn hình rồi em nghe chị kể chuyện. Trời ơi, em buồn chồng em quá chị ơi. Sao vậy, Minh đâu rồi? Đi bác sĩ rồi. Bệnh gì? Bệnh gì khỏe như trâu ấy. Nhưng mà mắc cái tật em nói dối. Ôi trời. Trời ơi, ra đường nói dối bạn bè, về nhà dối vợ, đi làm nói dối chủ. Đây này, tuần vừa rồi xin em 1.000 gửi về cho bố mẹ ở Việt Nam thì tốt. Trời ơi, em thấy hiếu thảo, em cắn răng em cho 1.000 gửi. Ai ngờ em tìm ra biết sao không? Sao? Gửi có 50 còn 950 đánh bài sập sám. Trời đất ơi. Bởi vậy ta nói chỉ có một mình chồng chị là thiệt thà với chị thôi à, còn mấy ông không có ai mà bảo đảm với vợ hết trơn á, em thấy không? Mà cái nói dối này nè là cái tật rồi. Cái bệnh á thì chữa hết nhưng mà cái tật thì muôn đời em ơi. Không chị ơi, có cái ông bác sĩ này ông hay lắm. Ừ vậy hả? Chị bằng tâm lý đàng hoàng. Vậy sao? Ai mà nói dối tới đâu là đến gặp đúng 3 lần. Coi như nói thật tanh tác rồi đấy. Ừ vậy sao? Chồng em đi lần này lần thứ 3 rồi. Ừ, vậy hả? Nếu về mà không đổi tâm đổi tính á, em gọi phone em chửi ông bác sĩ đó ngay. Đúng. Em chắc. Nếu anh nói không? Anh rất yêu em. Đấy, chồng em là rồi. Thật ra anh đang dối lòng. Còn em nói nếu anh nói dối hoài thì em sẽ divorce anh. Ủa em? Ủa chị Lan? Hai chị em. Mới qua hả? Ủa? Chào chị.
Bệnh gì mà sao vui vậy, yêu đời vậy? Dạ không phải, tại lúc này em đang vui quá chị. Sao vậy? Ủa? Hả? Chị Lan. Ừ. Sao lúc này chị khác quá vậy chị? Chị đẹp ra phải không? Trời, chị đổi kiểu tóc ai cũng khen chị trẻ hết trơn phải không? Không có, em thấy chị già đi đó chị. Hả? Thôi có chết rồi chị Lan ơi. Da mặt chị nhăn quá chị Lan. Gì đâu? Em thấy chị nên đi căng da mặt đi nha. Nhưng mà căng vừa phải thôi. Em thấy nhiều người căng á, căng quá cái miệng á, động tới mắt tay nè. Trời ơi, anh ơi, em thương anh quá anh ơi. Anh chê chị Lan già mà xấu em mừng quá. Trời ơi, em mừng quá anh. Ờ, anh đáng yêu quá trời ơi. Chê sao chị Đào? Hả? Chồng em chê chị mà sao em mừng dữ vậy Đào? Không có, chê như vậy có nghĩa là có triển vọng khỏi bệnh rồi, nói thật nãy giờ đấy. Dạ, chị Lan à, giống như là mắt của vợ em á chị Lan. Chị Lan thấy không? Mắt cái vợ em giống như là người ta nói là cặp mắt là cửa sổ tâm hồn. Cửa sổ em sáng lắm, chồng em vẫn thường nói thế đấy. Con cái mắt của vợ em hẹp quá. Cửa sổ này hẹp dữ à. Nhưng mà anh nói dạ, nhưng mà anh nói em nghe nha, kỳ này anh có tiền rồi á, anh dẫn em đi cắt mắt. Thôi mà. Nhưng mà đừng có tham lam cắt quá nha em. Anh thấy nhiều người tham lam cắt quá đó, mắt trận trắng này nè. Trời ơi. Chúng ta chào chị, chào chú. Vậy đó. Chứ không thôi em cắt quá, tối em về em nằm ngủ quá, em mở mắt anh tưởng em còn thức. Anh nói chuyện hoài à. Khổ quá anh ơi, thôi được rồi, nhưng mà anh chê em cũng bằng lòng đó vì em khỏi bệnh rồi chị Lan ơi. Nhưng mà anh cũng cảm ơn em. Em giới thiệu cho ông bác sĩ quá giỏi em. Anh hứa với em từ nay về sau, chuẩn bị bước sang năm 2000, anh không bao giờ nói láo nữa. Hay quá. Tại vì con tim của anh bây giờ là con tim chân chính không bao giờ biết nói dốc. Thấy không em? Hay không? Thiệt. Xin phép chị, em hôn vợ em cái nha. Tự nhiên. Kỳ quá. Em ơi. Hả? Tối gội đầu chua quá. Chị nói thiệt nha. Hồi nãy giờ chị muốn nói mà sợ Đào nó buồn. Cái chỗ này cũng khó chịu lắm rồi. Yeah. Không không, em mặn hỏa, kỵ thủy. Xuân thu nhị kỳ tắm hai lần. Trời ơi, anh ơi em mừng quá nha. Bây giờ anh cứ chửi em, cứ mắng thẳng vào mặt em. Miễn là anh thành thật là em vui rồi. Này nhá, từ đây về sau hễ mỗi lần mà em nghe anh nói dối một lần thôi đó là em ly dị anh liền. Này, có chị Lan làm chứng chị cho làm em chứng nhá. Không, anh hứa với em, từ ra sắp tới anh không bao giờ nói láo nữa. Chẳng những anh không nói láo mà anh còn khi dễ những người nói láo nữa. Đúng rồi, hay quá chị. Em biết không? Đây, em phụ treo bản này đi. Cái bản gì vậy? Đây. Trời ơi. Thấy chưa? Honesty is the best policy. Hay quá. Có nghĩa là không có gì bằng chân thật. Trời ơi, anh ơi, em yêu anh quá, anh yêu anh quá. Nè, chị Lan ơi, hay là chị cho anh Bình đó, đi tới công bác sĩ là đi hay lắm đó. Trời đất ơi. Anh Bình mà nói thiệt thì có một húp cháo á. Sao vậy? Ủa? Trời ơi, anh bán chợ trời mà biểu nói thiệt là sao ăn trời. Chị không được đâu chị ơi. Chứ sao? Em thấy là nói láo xấu lắm, bỏ đi chị. Trời ơi, không phải bỏ, thằng con chị hả, mới 5 tuổi anh đã tập nó nói láo rồi. Chết sao? Trời ơi, bây giờ mới mười mấy tuổi hả, nó siêu đẳng hơn ba nó luôn. Trời ơi. Nói thiệt nhưng mà chị không muốn nó bỏ. Ủa, sao vậy chị? Sợ ảnh hưởng tới nghề nghiệp của nó sau này. Ủa? Vậy mai mốt chị cho con chị học nghề gì? Luật sư. Đây. Thôi vậy hả chị? Nhưng mà thôi chị ơi, em nói chị nghe, nói xấu xấu lắm. Sao chẳng vậy? Hạn như chị nhớ cách đây 3 tháng không? Ừ. Chị bị hư thai đó. Cái gì? Ê. Trời đất ơi. Mười mấy đứa rồi còn hư thai gì nữa trời. Sao? Xin lỗi chị. Tại vì em đi bác sĩ riết em bị hơi loạn loạn xíu. Ừ. Chị bị hư xe. Hư xe. Em lộn hư thai. Chị nhớ không? Cái bữa đó cái anh Bình bị bận công chuyện không đi sửa xe được. Đúng. Anh nói chị mới nhờ em đi sửa xe giùm cho chị. Đúng, 350. Dạ không. Có 300 mà chị. Em bằng lời chị 50. Trời ơi anh ơi, anh tuyệt vời quá. Trời ơi anh tuyệt vời, anh lời chị 50 tuyệt vời quá. Dạ. Anh ơi bây giờ trả chị Lan 50 đi. Thôi. Vậy không? Để em trả chị. Thôi chị cũng bỏ qua. Không. Mấy nhỏ này kìa. Em đã nói rồi. Không, em vì danh dự phải trả. Em. Cái gì? Hai cho anh 50 đi. Cái gì 50? Hết tiền. Sáng tôi cho 200 đâu. Em cho rồi nào. Sợ không à? Đừng nói thế. Honesty is the best policy. Biết rồi, từ từ. Khổ quá mất đây này. Sợ không à? Đây kỳ ghê chị đó, nói chị không lấy rồi mà kỳ quá. Đi ra đây lấy cho anh thôi, không lấy sợn Đào nó buồn thôi kìa, để chị lấy cho, không sao đâu. Đó, em biết không, ông bác sĩ ông dặn anh á là mình có thắc mắc hay là còn uất ức trong người cái gì á, cứ nói ra hết đi. Đúng rồi. Con người mình mới cảm thấy nhẹ nhàng. Ừ. Em có nhớ là cái hôm Noel vừa rồi không? Ừ. Anh có mua cho má em đôi giày hiệu Gucci.
400 đồng, nhớ trời, không? Trời ơi, chị Lan biết không? Đốt đuốc ban ngày không ra rẻ như thế này. Bà già 82 tuổi mà tặng Gucci đi thì khỏi có gì mà may mắn tặng không? Trời ơi, mẹ em có phước lắm đấy. Đúng rồi. Vâng. Em ơi. Sao anh? Nhưng mà không phải vậy. Chứ sao? Bữa đó anh đi xe bus, ai đi shopping bỏ quên á. Anh mới lượm về tính cho em, nhưng mà chưng em nhỏ quá anh cho má. Chứ chị Lan biết em mà. Biết. Có đời nào mua đồ cho ai đâu chị. Biết, nhìn mày tao biết. Xin lỗi chị, 10 đồng không bỏ không chi 400. Đúng rồi. Sao không nói trước thì ta có chị Lan nói lung tung à. Em là thằng quỷ nha. Sao chị? Bữa hổm làm chị Lan bình quá trời luôn vậy đó. Dạ sao? Chị nói anh phải bắt chước cái gương thằng Minh đó. Nó dám mua dài cho mẹ vợ nó 400 đô. Có bao giờ anh dám mua cho máy 40 đô không? Làm chị rầy quang ảnh mà. Chị nhắc anh Bình em mới nhớ đó nha. Sao? Chị cũng nên cho anh Bình đi ông bác sĩ gì đi. Đúng rồi đấy chị, đi đến giỏi như chồng em. Trời, anh Bình thương chị thiệt thà vậy mà sao đi bác sĩ được? Cái gì? Anh Bình thiệt thà. Chứ sao? Xin lỗi chị à, anh là tổ sư nói dốc á. Em 10 ảnh chính đó chị. Em nói nữa chị giận á nha Minh. Không. Thật sao sao? Anh mình cũng nói dối lắm mà. Trời nói ha. Rồi rồi, kể rồi. Cho chị nghe. Đấy, đàn ông thế đó, ai cũng nói dối. Bây giờ nói chị nghe, chị có nhớ là cách đây 4 tháng không? Chị bị đau bụng có nhớ không? Ăn chè thiêu phải không? Trời, Tào Tháo rượt chạy muốn chết luôn. Em biết không? Trời ơi, tao nói đi ra đi vô ban đầu đi sao bò không à. Chị mới kêu anh Bình về chở chị đi nhà thương đó. Đó, chị thấy không? Chị đi không nổi chị bò. Chị kêu anh Bình về chở chị nhà thương. Anh nói anh bận công chuyện không thể về được. Thì bận công chuyện. Sao? Bận con khỉ, thật ra bữa đó chị biết anh đi đâu không? Đi đâu? Đi coi vũ sexy. Trời. Thấy chưa? Rõ ràng thấy chưa? Thấy đàn ông chưa? Trời ơi, chị giờ chị xí xác anh ra liền cho em biết. Có chưa? Trời đất ơi, mà đi với thằng nào? Đi thằng vai nó đi. Đi vai vậy hả? Dạ, đi vai. Đi với em. Cái trời. Gì? Tại sao nó làm đi làm overtime mình sexy? Tôi sexy chưa đủ à? Em. Đó vậy hả? Đâu? Honesty is the best policy. Nó nói thiệt. Vâng. Còn nữa chị, còn nhiều chuyện lắm. Không, để cho anh nói em. Dạ, chị có nhớ không? Chị, anh Bình đã nói anh thương chị lắm. Thì chứ gì nữa? Anh đã bồng chị ra ngoài ăn cơm. Xong bồng chị vô. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ trên tay của anh. Dạ. Anh nói chị là con mèo ngáy ngủ, anh nói em khác. Nói sao? Anh nói chị là con voi ngáy ngủ. Trời. Anh nói vậy hết chị. Chị chịu hết nổi rồi đâu ơi, chắc chị phải đi về quá đâu ơi. Trời, phải hỏi cho ra lẽ chứ. Thôi chị đứng đây, đây chị đừng có giận hờn gì hết. Em nói chị nghe. Không có ngờ chồng chị vậy đâu. Dạ. Biết rồi, nhưng mà chị tới với em á vì là chị muốn mua cái áo của em. Giận hờn làm gì? Anh đủ rồi. Bác sĩ giỏi lắm rồi, anh cũng giỏi lắm rồi. Khép miệng lại giùm em. Ok. Đi vào lấy giùm em cái áo cho chị Lan nha. Dạ. Nha. Trời đất ơi, tức muốn chết luôn vậy đó. Chị biết không, cái áo của em nhá. Em mua 500 đô. Đây. Em mua 500 đô nhá. Mà em chưa mặc lần nào. Ủa vậy sao? Để chị 300 đô thôi. Trời ơi, có nửa giá à. 300 đô chị cũng lấy nữa. Em quên rồi. Quên cái gì? Áo mình phải 500 đâu. Cái gì? Chứ nhiều. Áo này 75% off. Còn có 150 à em. Trời ơi. Để chị 100 thôi được rồi. Cái gì? Không, 150 hay 100 thì chị cũng lấy hết. Nhưng mà có điều là em mặc chưa? Chưa bao giờ xỏ lần nào cả. Chưa. Cái gì? Em quên nữa rồi. Anh nói em nghe nè. Cái áo này đó. Anh Táo. Trời gì vậy Minh? Không gì đâu. Anh Táo nó có vitamin C. Lấy ra nói tiếp cho chị nghe, để cho nó nói đạo em ơi. Trời ơi, vợ tôi giả mang vậy trời. Trời, nó giả mang thiệt. Con này ác phụ quá trời luôn. Xin phép chị cho chị. Cái áo này thật ra vợ em mặc rồi, mặc một lần. Hả? Cái bữa hai vợ chồng em đi đám cưới đó chị. Mặc một lần rồi, đám cưới đại không no, tối về đi ăn mọi món. Cái vợ em làm đổ nguyên tô món em vô người á. Trời đất. Bây giờ em mới đem giặt trai đi đường chết luôn á chị. Vậy không dám nói. Đào ơi, cái áo mà em mặc rồi thôi chị không mặc nữa đâu. Bây giờ em lấy áo khác, có áo khác thì đưa cho chị đi. Xin lỗi, tại chị biết em nhiều áo lắm. Cái thì nó đổ mắm tôm, cái đổ mắm tép, cái đổ mắm nêm. Lung tung cả thôi anh. Lấy cái khác cho chị đi. Em có cái jacket tuyệt vời chị ơi. Chắc được. Anh Minh à. Ủa? Sao vậy em? Trời, ai Ủa? Chị Lan. Chị Lan đẹp quá vậy chị Lan. Ủa? Trời đất ơi. Chị Đào hôm nay cũng đẹp ghê vậy nha. Ủa? Nay chị Đào ở nhà hả? Ủa hoài. Ủa anh Minh. Thôi em đừng ủa nữa em. Có bầu ủa hoài vậy bà? Tôi có. Chuyện gì đây? Nói đại đi. Em nghe người ta nói đó, chị Đào đó cho anh Minh đi học cái khóa gì mà thần kinh chữa bệnh sinh lý đó. Cái khóa tâm lý chữa bệnh nói dốc. Nói dốc. Anh chị về tâm lý thôi chứ cái khoản kia thì không cần, anh đầy đủ lắm đấy hả? Trời. Nhưng mà sao rồi, thành công không vậy? Rất thành công. Anh báo cho em mừng, bây giờ anh không còn nói láo nữa em ơi. Vì ai hỏi anh điều gì anh đều nói chân thật rõ ràng hết. Anh giỏi lắm đấy. Quá
hay quá trời. Anh biết không, em á hả, em muốn cần một người nói với em những lời thành thật. Chị Lan biết không? Không. Chị Đào biết không? Không. Cái bài thơ này nè em mới sáng tác thôi nha. Em sáng tác hôm qua đó. Cái bài thơ này nó thiệt là trữ tình lãng mạn nha. Cái bài thơ này nó diễn tả một cặp tình nhân đang dìu nhau đi dạo phố nè, một cặp tình nhân đang ngồi dưới góc phố nè, một cặp tình nhân đang đi trên đường phố nè. Ba cặp hả chị? Không có một cặp hả? Tôi đếm 6 người đây, sao đông người thế? Không không, một bài thơ thôi, một bài thơ. Anh Minh, gì, 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 anh gì, coi gì, giùm gì. Em coi cái bài thơ này có hay không, rồi anh cho em biết một cái lời thành thật nha, để em đi đăng báo dự thi đó, dự thi. Rồi đây coi coi. À, thôi không cần, để em đọc nha. Em đọc cho chị, cho chị nghe nha, cho anh nghe nha. Rồi. Bài thơ này em đọc nó mới diễn tả hết được cái nội dung bài thơ của em. Đôi ta cùng nhau sánh bước bên thềm. Hay. Bên nhau ta hát khúc êm đềm. Hay. Mỗi lần anh ngồi xuống bên em. Hay. Lần nào em cũng đòi ăn kem. Trời. Thấy không, thấy không? Gì kỳ vậy em? Sao kỳ? Trời ơi, kỳ á. Ngồi bên kép của mình á, tự nhiên không đòi cái gì, đòi ăn cà rem. Em thích ăn cà rem mà. Thôi mời, em không biết gì nè. Hồi lúc chị em á, mới quen anh. Sao, sao? Ngồi xuống cái đòi. À! Chị chả đòi gì cả. Lần đầu tiên gặp anh thì chị đòi một tí thú đau thương thôi. À, vậy. Nhưng mà nhau, thơ cô hay lắm đấy. À, mình ăn kem xong rồi lạnh xong hôn nhau, cái hôn ấy gọi là cái hôn lát xê, hôn đông lạnh. Chưa, mình thấy chưa? Trời ơi, thơ hay đấy. Bây giờ anh Minh cho em biết lời là ý kiến thành thật của anh Minh đi. Anh nói thiệt với em nha. Honesty is the best policy. Bởi vậy vì câu đó anh nói với em là làm thơ con cóc dở ẹt. Thơ kỳ cục với em. Thơ vậy dở hả? Ờ. Anh John á, bồ của em á. Sao? Anh khen cái thơ này nha, tuyệt tác phẩm đó nha. Trời đất ơi. Anh nói em á hả, tài sắc vẹn toàn á. Thôi đi em ơi. Tại vì John là kép của em, ông nội nó không dám chơi, không chia nó. Anh nói với em rồi, thằng John nó từng tâm sự danh là trong cuộc đời của nó sợ nhất em làm thơ đó. Anh đừng có làm nữa. Thằng cha này tối số cho tôi rồi, kỳ này về là tôi xé xác rồi, tôi không cho gặp mặt nó đâu rồi nha. Ủa mà anh Minh ơi, sao? Anh Minh quen với anh John hả? Anh là bạn học thân lắm á. Anh quen thân vậy hả? Tôi hỏi anh Minh nha. Hỏi gì? Chiều nay anh nói anh dẫn em đi chụp hình nè. Anh chụp hình hay không? Cái gì? Thằng John chụp hình? Ừ. Hỏi đi. Anh nói em nghe nè, thằng John á cuộn phim không biết ráp vô máy nữa rồi chụp hình. Có đâu, anh nói hả, anh nói anh sẽ chụp hình cho em làm model đó. Anh nói là hả, anh sẽ giới thiệu cho em làm người mẫu của hãng Chanel nè, hãng mỹ phẩm Chanel đó. Đúng rồi, anh nói em á hả, à, anh đậu thủ khoa của cái môn chụp hình ở bên Đông Kinh đó, chuyên môn chụp hình khỏa thân không à. Cái gì? Chụp hình khỏa thân? Ừ. Xin lỗi em ạ, anh chụp hình khỏa thân còn hay hơn nó đó. Ông ấy em khỏa trên thân chưa? Cái gì? Tôi đang khỏa này. Nhưng mà anh Minh à, nhưng mà bây giờ anh nói thiệt với em một lời đi. Anh coi kỹ bài thơ này, anh mở ra đi, anh đọc đi. Kỹ cho em nha. Anh thấy em sao? Anh coi rồi anh sẽ thấy là em có thể có triển vọng trở thành một thi sĩ không? Với nhiều đêm thức trắng mà suy nghĩ, bài thơ của em sẽ là... Là thơ con khỉ. Em sẽ là loài sĩ. Thôi em ơi, anh nói em rồi, đừng làm thơ nữa chứ, ẹt ha. Cái gì vậy? Anh thấy dở á, là tại trình độ của anh thấp kém quá đi. Anh không có đủ tài anh thưởng thức thơ của tôi. Thấy anh dịu dàng quá mà. Bình thường anh ưa nói lời ngon tiếng ngọt, anh dỗ dành phụ nữ nên tôi mới hỏi ý kiến anh. Chứ mà tôi biết anh cà chớn vậy, tôi đâu có thèm hỏi anh làm gì. Dính biệt anh à, từ đây đừng nhìn mặt tôi nữa nha. Xí. Trời ơi. Nó hiện nguyên hình rồi đó, thấy chưa? Gì kì á, mãn xà tinh xuất hiện giữa ban ngày. Trời đất ơi, tướng này tướng thi sĩ đó hả? Tướng này tướng chỉ lộn mướn á. Thôi đủ rồi, nãy giờ tôi nói thân thiết thì hãy mình ném nó thật. Còn người lạ mà nói, bây giờ anh đi vào. Em muốn nói... em nói với anh là anh nói xạo em đi dị anh mà. Thôi bây giờ không nói gì hết, im nhá. Tôi không nói gì hết, rồi anh đi vào đây, vào đây. Chị chờ em đi, em lấy chắc cho chị nhá, đi vào đây. Trời ơi. Áo đây. Em ôi, áo này đẹp đẹp lắm. Vâng. Hơi khoác thử. Thấy chưa? Đấy, em nói thật nhá. Trời ơi, đẹp quá. Trời ơi. Chỉ có một mình chị á. Trời ơi, sao vậy Minh? Đào đào, sao vậy Minh? Trời, tôi nghĩ phần nhỏ quá. Trời ơi, cho tao đợi mở. Trời ơi, tôi tội nghiệp. Tự nhiên bắt gái lại à? Vậy. Vừa mãi rồi. Tôi nghiệp ghê không? Trời ơi. Không, không, bị lỡ. Nói nhiều nó lỡ mồm. Em xách. Trời ơi, xem ác cái gì đâu. Em nói thật cái ly vậy em à.
bây giờ nói thiệt không cho. Thôi đủ rồi, để tôi làm việc. Chị, em nói chị nghe này, cái áo này chỉ có một mình chị là xứng đáng thôi đấy. Nó cái lông lông thế này là xứng đáng. Em lại quên nữa rồi em. Anh cũng muốn lắm nhưng mà tại vì honesty is the best policy. Hôm qua anh nói gì vậy chị vậy? Em nói anh á là chị Lan mặc áo này không có hợp xấu lắm. Cái gì vậy? Cái gì thiệt mà. Vậy đó phải không? À. Không không, em đâu có nói gì đâu. Em nói gì chị? Nói đi. Anh, hả? Ngày hôm qua em nói gì chị Lan? Anh nói thử em nghe coi. Nói đàng hoàng, quên cái này đi. Nói, quên cái này. Không thể quên policy. Anh nói liền. Nói đi Minh. Chị biết không? Ừ. Vợ em nói chị mặc cái áo này xấu lắm. Tại vì chị vừa mập vừa lùn, chân chị lùn. Chị đi như con vịt sim đai. Trời. Chị nói vậy đó. Cô nói tôi vậy phải không cô? Cô tưởng cô đẹp lắm hả? Trời đất ơi, hai cái chân như hai cái cẳng gà vậy đó. Mặc mini zip thế mà ghê luôn mà tưởng mình đẹp lắm hả? Cái gì? Chị này. Trời. Này. Chọc gan em hả chị? Ừ. Chị chọc gan em à? Ừ. Xin lỗi nhá, chị cứ nhìn lên tivi mà coi. Model người ta cứ khẳng từ chân xuống dưới thế này này. Hàng triệu triệu phụ nữ trên cái thế gian này á. Cầu có một cái cẳng gà như tôi để mặc mini zip hết chưa chị? Phải rồi. Xin lỗi à, còn hơn là chị. Anh coi đấy, hai cái bắp chuối thế này, hai bắp chân thế này như là hai trái xoài tượng á. Mà chị có biết chấm mắm đường nó chả làm được cái việc gì. Phải rồi, xài tưởng chấm mắm đường có nhiều người thèm lắm mà. Còn cô chỉ có mấy tiệm hủ tiếu nó thèm thôi à. Tiệm hủ tiếu thèm, tôi điên hay sao thèm? Nó thèm nấu xí quách đó. Không tin hỏi chồng cô thử coi. Anh, bây giờ em hỏi anh này, có chị Lan đây. Chân em này có phải là chân cẳng gà hay không? À, không. À, chân em không phải cẳng gà. Thấy chưa? Chân em là cẳng cò. Tại vì chân em anh nói thiệt á, còn tệ hơn là hai cẳng gà nữa. Dạ hai, tại vì cẳng cò nó vừa cong mà nó vừa ốm đó chị. Phải vậy. Im này, tôi không có anh nói nhá. Nè, tôi im. Đừng có làm bộ rầy chồng mà cho qua chuyện nghe chưa. Tôi báo cho cô biết, kể từ nay hả, không chị em, không hàng xóm láng giềng cái con khỉ khô gì hết á. Tôi không chả cần. Bây giờ tôi vĩnh biệt cô nè. Sayonara. Bye bye. Goodbye chị luôn. Em. Me too. Thôi chị cái gì vậy Lan? Bố cái gì? Ê quýnh lộn hả chị? Ừ. Xin lỗi chị, em có vỏ nha. Vỏ gì? Để em biết đẳng tay con queo. Thôi chị ơi, nói chứ giận xíu thôi mà bỏ qua đi chị. Bỏ gì? Chị Lan à, em bây giờ em tự nhiên em thấy bực mình quá đi mất thôi. Sao vậy? Em bực mình vô cùng vậy bực đó. Bực mình cái gì? Chị biết không, chị em mình tình nghĩa chòm xóm mấy chục năm nay, vui vẻ. Tự dưng hôm nay lại gây nhau cái lột ổ lên. Em chả biết vì đâu mà ra cái nguyên do thế này. Phải rồi. Vì ai? Vì đâu chứ? Vì ai? Vì ai? Vì mày. Hả? Chị chờ em chút xíu. Chờ em. Trời vậy? Ơi, tức quá. Chờ em chút xíu. Gì vậy em? Hello. À, bác sĩ Tuấn đấy à? Vâng, em Đào. Đào vợ mình chứ còn Đào nào nữa, bộ lắm Đào lắm mà. Cái gì? Chúc mừng cái con khỉ tan nhà nát cửa đây này. Bây giờ em nói bác sĩ nhá. Bây giờ ngày mai em gửi chồng em lên bác sĩ. Bác sĩ dạy cho chồng em nói dối lại như cũ nhá. Cái gì? Dạy nó thật thì 1.200 mà dạy nói dối 2.400 à? Chặt gì mà chặt lắm thế bố. À, thôi được rồi. Rồi đằng nào cũng phải. Ngày mai nhá, em gửi chồng lên bác sĩ luyện lại nhá. Nói dối như cũ giùm em please. Vâng, chào bác sĩ. Đấy, chị thấy chưa? Phải như thế này mới được thôi. Không thể chịu được nữa rồi. Bởi vì chị nói hai em nghe. Dạ. Mấy ông bà già hồi xưa nói rất là đúng, em thấy không? Sao chị? Lời nói đó không có mất tiền mua. Dạ. Liệu mà nói dốc cho vừa lòng nhau. Ủa kỳ vậy? Vâng, thấy không? Một lời nói dối tế nhị hơn là một sự thật thô thiển. Sao kỳ vậy? Anh. Gì em? Ngày mai lên bác sĩ nhá. À. Em cắn răng 2.400 cho anh học nói dối đúng trở lại đó. Nhá. Gì kỳ vậy? Chứ sao? Sao vậy? Trời ơi, anh nói em nghe nè. Mình nói thiệt mới là khó, mới cần đi học. Chứ nói dối ai nói không được. Em muốn không? Làm liền liền. Làm thử em coi. Rồi chị Lan. Gì? Chị rất trẻ, rất đẹp. Da chị căng giống như gái 18 ôi, tuổi gì đó. Dễ thương á. Em. Hả? Tóc em thơm hương mùi dạ non. Mắt em là bể hoa cù. Trời ơi, tự dưng cái gia đình hạnh phúc hẳn lên. Vui vẻ liền thấy chưa? Nói dối cái vui. Anh. Sao em? Từ đây đấy nha. À. Em mà chỉ nghe anh nói thật một câu thôi đấy là em ly dị anh liền đấy. Bảo đảm với em 100 năm hạnh phúc. Thì đúng. Dạ.
ta hay như thế mà đánh như là nhạc đám ma mà ngày nào cũng đánh. Chiều chiều trên bển vấn lâu mà ai ngồi ai câu ai sầu ai thạp, ai thương ai cả mà ai nhớ ai mong thuyền. Ai ai cái gì nhấc lên nhấc chuyện chi rồi mù. Đứng lên, mày ngồi một chỗ thì bè ghế nó bẹp một chỗ thôi, mày nhích qua nhích lại mòn nguyên cả cái ghế của tao. Mày nên nhớ là đây mày nên nhớ cái ghế này tao mua là tao tính đến đời cháu nội tao á, ngồi nó mới mòn. Mà mày ngồi như này là giảm thọ cái ghế của tao còn gì nữa. Chú con cha này... mù ơi mù nói chí nghe buồn cười quá. Mù như rí mà còn chính nguyên mà lo chí chậu nồi chậu ngoài. Mệt quá à, lo xa quá, làm mất cái nguồn cảm hứng của em rồi. Em phải đàn tiếp đây. Mày ngồi nhích ra tí đi, ngồi nhích. Ở đây thứ bảy chủ nhật mà hai đứa nhà em đi chơi đâu ế độ hả em? Bởi em ế độ khi nào đâu. Coi như em buồn là em ra vườn nghe em ngắm trăng nha, em làm thơ rồi em ăn hộp vịt luồng rồi chị. Con này thế mà nó tính kỹ nhá, ngồi nhà chắc ăn đỡ tốn tiền. Nói thật thời buổi này á, bạn tí là xỉa tiền ra, sót hết cả ruột. Mà nói thật, chả biết bọn đàn ông chết tiệt nó biến thằng nào hết không biết. Để ba đứa chúng mình ngồi cứ mốc lên, chả có ma nào đến hỏi. Ê, giỡn hoài nghe. Hai đứa quay mốc chứ tao không có mốc mà nghe. Sao? Chị ơi, nói đến mốc em mới buồn cho thân em đi chị. 22 mùa lạ rùng rồi mà chưa có thằng đàn ông nó rờ vào vai em hết đó. Buồn ơi, hả? Mẹ ơi, mày nói ai 22 mùa lá rụng con hoa kia? Thì em đi chứ còn ai nữa. Mày chạy ra mày soi gương cho tao đi. Ôi giời, cái mặt già khú đế, cái nhăn nhúm như thế kia mà lúc nào 10 năm nay ai hỏi cũng nói là em chỉ có 22 mùa lá rụng. Sợi, mày đi ngược thời gian à? Anh ấy hay là người hành tinh khác? Mù ơi, sao mà mù xài cái chi mà cũng tính kỳ càng. Mà riêng tuổi em mù xài sáng dựng rửa. Chú trai nói 22 tuổi mà còn ngồi không với trí nè, là người ta cười vào mặt em rồi. Nói là 40 tuổi mà phong không chiếc bỏng với trí là ột dột lắm. Em giảm nói đâu. Trời ơi, mà em nói tiếc nha, đã thủ thật cáo sổ tiệt đó. Sao? Từ hồi đi học đến bây giờ đó. Sao cưng? Trời ơi, không ai đã đụng vào em, là răng chì. Ôi vậy hả? Mà mày nói tuổi bé giờ chưa ai đụng vào người mày hả? Dạ. Vậy là mày ế sưng, ế xỉa, ế trỏng gọng ra rồi. Mà ế như thế là... giống tao. Không ạ, không mà em không có giống chị mố nghe. Em quên kể cho mẹ chị nghe nè. Sao? Năm 17 tuổi đó em có một tình yêu. Có. Chú trai anh đẹp trai vô cùng nghe. Trí thức vô cùng. Chú trai tình yêu của em là một tình yêu tha thiết. Một tình yêu trống sảng. Một tình yêu lãng mạn. Một tình yêu vô cùng romantic. Rửa mà coi như là chị mà có 3 tháng là chia tay rồi. Sao vậy? Chứ có mù vờ hẳn lấy giáo rồi chạy thầy mù nồi chứ chi nữa. Ôi, coi như là đời em gặp thuốc sinh rồi hái chi nữa. Cô mày tưởng mày thiếu kiều hả mày? Dạ em kiều nhi đấy chị. Mày có môn kiều nội kiều má chứ kiều nhi kiều bà. Thiếu gì người không lấy thì như lấy chắc có vợ chi cho khổ vậy. Sao không bắt chết như chị vậy nè. Chị rắn sao? Trời đất ơi, tao thấy hai đứa bay vậy tao tội nghiệp, tao thương hết sức luôn vậy đó. Sao chị á hả? 13 tuổi chị có kép rồi. Chú cha mẹ ơi, 13 tuổi là biết yếu rồi. 14 tuổi có người tới cưới rồi. Ôi, sướng quá mày. Cha ơi, 14 tuổi là trong vòng tay là chị thành đàn bà rồi đó. Kể tiếp. Nhưng mà 15 tuổi chồng tao chết. Rồi, 15 thì để chồng chết rồi. Quả phụ cô đơn. Ê, nhưng mà từ lúc chồng tao chết tới bây giờ nha. Trời đất ơi, trai nó theo tao tấp nập, tao phủi không hết gì nó bay. Thôi chết rồi. Rửa là anh nhà chết vào giờ trung rồi đó. Cho nên oan hồn lên theo chị đó. Đúng rồi, nguy hiểm. Cũng kiếm cái chuyện nguy hiểm lắm. Sao? Nhưng mà em nói chị nghe là dù có oan hồn hay ma gì đó, theo chị là chị cũng hên rồi. Sổ chị là đè bọc điều, còn em đè bọc ni lông chị ơi. Bà nói là chạy theo bà phủi đi không hết. Thế tôi hỏi bà tại sao mấy năm nay rồi bà phải dọn vào ở chung với tôi con hoa là thế nào? Đúng rồi. Tại tao sợ ma chứ mà. Sợ ma hèn chi mà chẳng có ma nào đến nhà này hết đấy nhỉ. Vui nhỉ. Mày giỡn hoài đó mà ma với quỷ. Xin lỗi tại mày. Tại đi chắc là phi nhiêu rồi. Mày biết không? Đúng rồi, hồi đó tao đâu có mi nhon vậy đâu hả. Mà từ ngày tao lên cân tới giờ nghe, cha nào gặp tao cũng khen. Em sổ sữa quá. Em phúc hậu quá. Nó khen rồi bỏ trơn là mày. Bây giờ hả, cha nào mà chê tao hả, tao mới hy vọng đó.
Nhưng mà tôi nói thật, tôi mới tức đây này. Sao? Cái hồi tôi còn trẻ nhá, là đi xem bói, ông thầy ông nói là tướng cô cao số lắm, tối thiểu phải 5 đời chồng nhá. Trời, vậy sướng chứ sao mày? Chú chá mẹ ơi, đời gái mà chịu 5 đời chồng là ném vào lâu sánh cho con chí nữa. Ở đó mà sướng, nát một đời hoa. Thế là hồi đó khóc gần chết nhá. Rồi cứ chờ mãi, rồi 5 tháng trôi qua, rồi bây giờ một chồng bói còn trả ra, huống chi là 5 chồng rồi. Của đâu ra mà sộp thế? Thôi thành đạt tiên rồi đó. Nữa? Dạ. Tao nói thiệt nha, tụi bay mắc mới thì phải lấy chồng. Trời ơi, ở không vậy mà sướng hả mày ha? Dạ đúng rồi, không có chuyện lấy chồng mới sướng chứ ở không có sướng gì. Vậy tao nói tụi bay ngu lắm. Ông bà mình nói có chồng như gông đeo cổ vậy đó. Em thích gông chị ơi. Tao nói thiệt nha, bây giờ hả, có thằng cha nào theo tao hả, giàu con nhà giàu đẹp trai học giỏi cách mấy tao cũng không có thèm đâu. Tao nói thiệt á. Mụ điên à? Điên cái gì? Tao thèm gì? Thèm gì kệ tao. Tao nói mày nghe, tao biết sao mày lấy chồng rồi. Tại sao? Mày có cả $100,000 tiền mặt trong tay. Nói khẽ gì vậy mày? Chuyện chi rồi mù. Này gì? Bà dình tôi đó hả? Cần gì tao phải định? Ngày nào ông đem ra đếm, cần gì tao phải định? Trời đất ơi, có 100,000 ngày nào ông đếm trơn, đếm mòn ngón tay luôn hả mày? Tao nói thiệt á, bởi vì đâu dám quỳ ấy trai đâu, sợ nó vô nó đào mỏ. Đàn bà mà có nhiều tiền khó lấy chồng lắm. Tao nói mày nghe, mày chia cho tao với qua bớt đi. Ê chị Hằng. Gì? Chị chửi mặt tôi đi nhá. Gì? Chị xỉ vả mắng mỏ tôi như tát nước đi nhá. Chị đánh đập tôi tàn nhẫn dã man đi nhá. Nhưng mà tiền của bà đừng có đứa nào mà đụng vào nhá. Đồng tiền nó liền với khúc ruột nhá. Nói sao đâu, đau bụng lắm. Làm gì vậy? À thì sao không sướng? Tao mới chơi bộ. Chơi gì? Giờ tưởng mày dám đưa, người ta dám xài cho mày coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi chuyển đề tài khác, tôi không thích nói chuyện tiền đây. Chuyện qua mày. Chi? Ừ, mày muốn chồng thành dịch vậy đó. Bởi em muốn chứ muốn à. Mà không chịu đi giao thiệp. Mày phải đi đây đi đó, mày có cơ hội mà quen với trai chứ. Đúng. Mày như tao nè, thấy không? Chỗ nào vui là tao tới. Rửa. Đám cưới, đám hỏi, đám gì có trai là tao tới. Rửa. Kẹt kẹt không có, đám ma tao tới luôn. Chú cha mẹ ơi, hàng chí tuần vừa rồi về em nhìn vô trong giỏ bà, ôi cha, nó nhang nó đen nó vậy, vậy tiền vàng bạc đi đám ma. Đúng về rồi, đã đám phủ không à? Cà đồ hả? Quà tặng. Quà tặng của trai. Mày biết không, thằng cha đó, cha đi đám ma, cha mua nhang đèn rồi tiền vàng bạc quá trời luôn, cái chả cúng người chết. À. Chả cúng dư, cái chả cúng tao. Ê quên, chả tặng tao, chả tặng tao. Vui quá, rửa là ông nào mà yếu mạnh liệt giảm tăng chi luôn kìa hôm đó. Ừ, quan tài luôn, thẳng luôn quan tài. Bây giờ tụi bay thấy tao đẹp rồi trai theo nhiều, tụi bay ganh, tụi bay muốn tao chết sớm hay sao vậy? Không, có sao nữa vậy. Xin lỗi tụi bay thôi, bây giờ vậy nè. Tụi bay ít có ra đường quá hả? Tụi bay đang báo tiền bạn bốn phương thử coi. Ô, đương vợ em ưng làm chuyện đó đâu, em con nhà hoàng tộc mà. Ai muốn chồng mà làm điều đó em muốn đâu, đừng có nói tầm bậy nghe ụt dột lắm. Ai mà ngu gì mà làm cái chuyện tốn tiền tốn bạc ấy. Tao thấy á, có nhiều người đăng báo tiệm bản bốn phương mà nên duyên vợ chồng mình đó. Ôi mà thôi, thôi dẹp cái chuyện mà vợ chồng qua bên đi bây giờ nè, đi chơi với tao. Đi đâu? Hát karaoke à? Tầm thường. Em biết rồi, ra vườn ngậm trăng rồi ăn hột vịt lộn. Lộn lộn tôi giả cái chát như mặt bây giờ lộn cái gì? Đi thuộc pizza. Ôi thôi em. Trời ơi, chị còn con gái ai mà đi thuộc pizza. Sao vậy? Đi à, này đúng là cái gì? Thuộc pizza vui tới mồ đồ ngu. Excuse moi, mademoiselle. Nói tiếng Việt đi cha. Mặt Việt Nam chân mày đang nói tiếng Tây nữa. Ok, d'accord. Dạ, cái chết giờ. Xin lỗi. Cái mai vậy? Dạ, xin lỗi chị, nhà này phải nhà của cô Hoàng Hôn không chị? Hoàng Hôn? Dạ. Nhà này không ai tên Hoàng Hôn á. Ủa? Nhà này có 3 cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp thần sầu quỷ khóc. Toàn là bình minh sáng tươi, không ai là Hoàng Hôn hết trơn. Ủa? Vậy nhà này phải nhà số 15 đường số 7 không chị? Phải. Sao ghi rõ ràng là... Công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà ghi rõ ràng vậy nè chị. Tôi đã nói rồi à nghe. Nhà này không ai là Elizabeth hết trơn á. Dạ. Mà không ai là công tằng tôn nữ hết trơn á. Quả chăng có con công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Hoa. Mà nó ghét đăng báo tiền bạn bốn phương, nó không có đâu. Ờ à, vậy chắc tôi lộn mà xin phép chị tôi về nha. Dạ. Ê này nè. Có ai đăng báo tiền bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này trả tới trả kiếm nè. Ôi. Mày. Này. Tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện dư tiền dư bạc ấy nhá. Mà mà có phải ế ẩm gì đâu mà phải đăng báo kiếm chồng cái chứ. Chị nếu lộn thì xin phép hai chị tôi về nha. Dạ đừng anh ạ. Này này. Dạ. Anh đọc thì xem có cái gì ở trong mới được chứ. Đọc thử coi. Dạ dạ, đọc thử chị nghe nha. Đọc đi. Dạ dạ. Thiếu nữ xinh đẹp và ngây thơ.
sư mẫu không mà ngây thơ. Yêu màu tím hoa sim, thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh. Đã 22 mùa lá rụng, vẫn cô đơn chiếc bóng, lê bước chân độc hành, đêm đêm về khóc lè loi. Không, lẻ loi, đọc lộn mà lè loi. Dạ, lộn. Đêm đêm về khóc lè loi một mình, lẻ loi một mình. Dạ, lộn. Tao nghe văn chương này giống mày giả Lý Hương quá à. Giống tuồng cầu quận 9 quá trời mày. Văn này Nguyễn Ngọc Ngạn phải giả lại tiền nhá. Mà thật nhà này làm gì có ai mà 22 mùa lá rụng, toàn là 40 giờ lên à. Chỉ có mỗi mình em là mới 23 mùa rưỡi thôi anh ạ. Vậy thôi chắc lộn nữa rồi, thôi xin phép hai chị tôi về nha. Thôi, dạ dạ dạ. Đọc tiếp. Dạ dạ, đọc tiếp thôi chị. Còn gì anh đọc nốt đi anh ạ. Dạ, đọc nữa tiếp nha. Đi. Dạ. Ai có cam? Ai không có cam? Dù diện quá đi. Cam quyết cái gì nhà này? Dạ không phải, tại mấy cô làm con dạ. rung. À, không có, tại mấy thím làm con rung quá. Dạ. Dạ không phải, tại hai bé làm anh rung quá. Ai có cảm thông phải cam? Dạ. Đọc tiếp. Ai có cảm thông cho nỗi buồn gác trọ thì xin thả cánh nhạn tâm giao về người con gái bé bỏng tên Công Tằng Tôn Nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn, số nhà 15 đường số 7, hứa hồi âm dù thư tới trễ, nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp cũng tiến luôn. Người con gái bé bỏng chắc phải tao rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Dạ, hai bé. Còn câu tái bút nữa. Elizabeth Hoàng Hôn cao 1 thước 65, dòng ngực 95, dòng mông 95, dòng eo 45. Vậy lộn nhà thiệt rồi anh ơi, đây toàn nhắn ép không à, không có 95 gì hết trơn á. Dạ, thì chắc cũng hy vọng lộn thôi, xin phép hai bé anh về. Ấy người ơi, người ạ. Rửa. Có ai đăng báo tìm bạn Quốc Phương mà để địa chỉ nhà mình cho này tới kiếm? Không, em không. Mày, chắc không, chắn mày. Chứ em là mày chứ mày chứ. Em không. Tao em không. Đi. Em có. Thấy chưa? Nó mê trai mà. Nhưng chó mè ơi, mày giấu nhằn nhùi mà ảo quân bạch báo rửa là mình gặp mạ giảm sính rồi. Chứ chơi, nhưng mà em nói anh nghe nghe. Chắc có lẽ là anh không phải mạ giảm sính mố, mà chắc anh là mạ giảm lam đó. Chứ cha mà em làm cái gì em cũng thích hết á. Làm thơ em thích nè, làm việc em cũng thích nè, làm lung tung em thích hết anh ơi. À, dạ xin lỗi chị, tôi không phải là mạ giảm sinh. Dạ. Chắc tôi mạ giảm về. Thôi xin phép mấy chị tôi về. Khoan anh, chờ em chút xíu. Hai chị về. Hai chị có thương em không? Không. Tầm bầy nè, hai chị thương em. Bây giờ hai chị đi chơi một mình đi nghe. Trời ơi, nhà mình âm thình dương suy nhiều quá rồi. Để cái chuyện này em giải quyết cho nghe. Nè, thôi ráng đi nghe cưng. Dạ. Tao thấy thằng này cũng được á. Cái mặt nó giống tài tử Hồng Kông đóng vai vua Càn Long á. Đúng rồi. Thôi vô cho nó làm việc với trai đi. Dạ. Càn Long mới càng cua cho em nói chuyện phong hết cả chú ơi. Ôi trời. Tay anh răng rửa. Không phải chị, tôi méo mó nghề nghiệp. Dạ. Quả sĩ mà chị. Dạ. Mỗi lần ai đụng vô tay cái tự nhiên tôi nổi hứng lên nè. Dạ. Mới vậy tôi gặp chị tôi muốn vẽ cho chị một cái chân dung tuyệt đẹp vậy đó. Cháu ơi, chân dung em anh ngoại như rí là em giống con trung rồi coi gì nữa. Đâu có. Thì ra. Dạ dạ, em là Công Tằng Tôn Nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn đi anh nè. Ôi vậy hả? Dạ. Anh không nhận ra em sao? Thì ra, nhưng mà tại sao hồi nãy bạn của chị á, dạ, gọi chị là Hoa? Ôi cháu ơi, Hoa là tên cụm cơm của em. Ôi vậy hả? Anh biết không, ngày xưa khi em còn bé xí như trí nè. Ừ. Cha mẹ ơi, em đẹp lắm anh ơi. Em xinh xắn lắm. Chú cha mẹ ơi, em sáng như thiên thần đó anh. Rồi coi như là ba mà em sợ ông bà bắt đó, cho nên đặt em cái tên là Hoa. Hoa có nghĩa là hoa 10 giờ anh nè. Hoa trinh nữ đó anh. Tôi nghĩ chị không phải là hoa trinh nữ. Chị hoa chí anh. Mà là hoa bất tử. Ồ, hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Là hoa ni lông á. Không bao giờ tàn hết nè. Anh vui quá đi thôi à. Nhưng mà dạ, chị nói hồi nhỏ chị đẹp như thiên thần vậy. Dạ hả? Em sáng như thiên thần rồi anh. Sao lớn lên nó... Sao anh? Lớn lên nó khác quá.
Không, ý tôi nói là lớn lên cái chiều cao á, một thước 65 sao? Chứ trời ơi, 1m65 là em tỉnh luôn guốc đây nè anh nè. Dạ. À, rồi còn cái dòng anh... Ôi, chú cha cái gò đỏ đó à. Anh ơi, cái tiểu tiệc đó mà quán trọng chí muốn á. Coi như cái đỏ coi như là ứng phong thì hẳn phong, mà ứng xẹp là hẳn xẹp liền á. Ủa, sao vậy? Thì giống như là bánh phong tôm á. Để rỉ đi nè. À. Anh bỏ với chạo dầu nóng nghe. Hẳn to đi nè. Có chí muốn. Ê, ngộ quá ha. Dạ, 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 mời anh ơi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Ủa, tôi chết rồi. Sao chị? Dạ không, dạ em... chưa hân hạnh được biết tên anh. Chị làm tôi hết hồn. Dạ dạ cho mời ngồi. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Chú cha mẹ ơi, Dương Thường Trực. Dạ. Nghe cái tên là anh biết anh sức khỏe phí thường rồi. Chị biết hay ghê vậy đó. Dạ. Ba của tôi tên là Dương Thường Xuyên. Vì muốn nói giọng đã tôi là Dương Thường Trực. Dạ, coi như là cha con anh di truyền sức khỏe rồi đó. Trời em vui quá. May mắn. Trời em không đi. Thụng đi. Mày có thiệt đó, đi thụng pizza sướng hơn. Bây giờ mày không chụp thụng pizza. Ở đằng kia có đám ma, có trai nhiều lắm. Thì dẫn mày đi, thì giới thiệu cho. Thôi thì đi một mình đi. Em thì ở nhà em phụ với con Hoa để mà tiếp khách. Chứ còn nó chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ. Lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em lại ân hận suốt đời đấy. Tao ngờ mày thương Hoa dữ ha. Thôi giờ hai đứa ngồi nói chuyện với trai nha. Tao vô tao ngủ tao lấy sức, tối tao thuộc pizza. Vâng, chị cứ đi đi. Chị... để em làm gì? Vô phòng lấy tiền đếm cho nó sướng đi chị. Tiền nào gì lúc này em để chị nói chuyện với khách nhá. Dạ. Anh ạ, thế anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Dạ, xin tự giới thiệu với chị. Vâng. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Dạ. Vâng. Tôi chuyên môn về vẽ về... vẽ về hình khỏa thân. Dạ. Khỏa thân à? Dạ. Thảo nào tên là Dương Thường Trực là đúng quá đi rồi còn gì nữa nhỉ? Anh Trực này. Dạ. Anh chị? Dạ. Xin lỗi chị. Dạ vâng. Tại vì tôi là một người họa sĩ nổi tiếng á chị. Dạ. Mà một người nổi tiếng thì không thể nào gọi tên tắt được hết á. Dạ. Xin vâng. Chị kêu tên đầy đủ cho. Dạ, dạ vâng. Cứ dạ. Quên xin lỗi anh. Dạ. Anh là Dương cái gì anh nhỉ? Dạ. Dương Thường Trực. Dương Thường Trực, vâng. Yeah. Anh Trực này coi như là em thích hội họa lắm nhá. Yeah. Tất cả cái gì mà cứ xanh đỏ tím vàng là em thích tuốt tuần tuột anh ạ. Em cho em hỏi câu này về nghệ thuật một tí anh nhá. Yeah. Vâng, thế em nghe nói là người họa sĩ kiếm nhiều tiền lắm phải không anh? Dạ nhiều tiền lắm chị. Vâng, vâng. Chị biết không, có nhiều khi một tấm tranh của Picasso á, vâng, lên tới là mấy chục triệu đô la đó chị. Ôi trời, thế quá. Dạ. Giàu quá nhỉ. Nhưng mà đặc biệt cái là họa sĩ nổi tiếng phải chết rồi mới có tài có giá. Ôi trời, thế thì chờ giàu thì lâu quá nhỉ. Dạ. Ôi chị chờ gì chị? Dạ tại vì anh còn trẻ khỏe nên bao giờ anh mới chết. À. Chị. Cái gì em? Em nói chị nghe nè, tiền ở trong phòng chị một đống có vô đệm đi chị. Chị ngồi đây chị làm kỳ ra cả người em quá rồi. Anh cứ khuyết thương con nhỏ Hoa Hồng Hơn này mà. Nó như thế 39-40 rồi mà cứ lúc nào cũng ngây ngơ ngớ ngẩn ngẩn như con nít ấy nhá. Yeah. Mà anh biết không, bây giờ nó chát nửa tả phấn vào mặt ấy chứ. Đêm đến là nó chùi hết son phấn, anh biết không, trông nhăn nhún như quả táo tàu như bà cố nội mình á. Kinh lắm. Anh biết không, con mùi ní này hẳn á, mùi hơn em bổn không giảm á. Mà chú gái coi kìa cái tưng như con nít á. Bà mù bây giờ hơn tôi nghe, tôi không nói chị hết. Hai chị yên tâm đi. Với trái tim của một người làm nghệ thuật á, thì tôi không bao giờ phân biệt tuổi tác. Và cũng không bao giờ phân biệt xấu đẹp hết đó. Có thể đó chứ. Cũng như là thái tử sạc nước Anh mấy chị biết không? Biết chứ anh. Đó, chuyên môn đi mê đầu già mà xấu không à? Có phụ đi già có thể xấu anh à? Đi trai xấu. Đừng, nhưng mà đừng, anh cho em hỏi anh một câu này nữa nhá. Dạ. Cho em hỏi anh ấy là thường thường là anh là họa sĩ tai tiếng nhá. Dạ. Thì là một bức tranh thì anh ký hiệu cái tranh là cái gì? Bình thường tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Vâng. Nhưng mà khi vẽ tranh thì tôi có ký hiệu là Mặc Quân Huyền. Ôi dồi ôi, Mặc Quân Huyền à? Mặc Quân Huyền nghe tên thâm thúy quá, sâu sắc quá. Dạ. Tuyệt vời quá, nghe cái tên cứ như là tên vua tàu anh ạ. À. Dạ cảm ơn chị. Tuyệt vời. Dạ. Ôi chúa chí mố, Mặc Quân Huyền còn nghĩa là mặc quân gì có chứ mà vua chúa. Không phải chị, Mặc Quân Huyền chứ không phải mặc quần. Dạ. Ủa? Chị nói lại là mặc quần. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện trai lâu dữ vậy hả? Cha này nói chuyện cũng dai dữ à nghe. Nói chuyện gì vui vậy? Xin ra cho ngồi chút coi. Trời,
vô duyên dữ sợ luôn. Yeah. Chuyện gì vậy? Có chuyện cái tay chị đó. Tao như là mạ dám làm, cái tay chị đề gân quá đó. Dám làm thì tao cũng dám chịu chứ tao có sợ gì đâu. Nhưng mà chị ơi, đi chơi làm cái gì? Sao? Ở đây nói chuyện với anh Dương Thường Trực vui lắm cơ. Tên gì? Dương Thường Trực. Trời, tên gì kỳ cha. Lâu lâu Dương lần thì được, Dương Thường Trực ai chịu nổi không ngoại? Dạ không có chị. Trời đất ơi. Quen rồi chị. Dương Thường quen. Anh Trực nè. Dạ, không. Tôi là họa sĩ nổi tiếng chị. Mà người nổi tiếng thì xin chị gọi tên đầy đủ Dương Thường Trực. Anh dạ. Trực. Dạ không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Có Trực đây em. Tôi nghe nói mấy cha họa sĩ cũng có nhiều người khùng khùng điên điên lắm phải không anh? Đâu có. Đâu có điên đâu. Mà là khùng. Hả? À, mà không phải khùng nữa mà là mát. Ủa? Đúng. Những người thường hay cho những người họa sĩ chúng tôi là những người mát không à. Tại vì những người chúng tôi là những người chuyên môn đi tìm những cái mới lạ. Và cũng luôn luôn đi tìm những hình bóng gia nhân. Tìm hình bóng gia nhân như nhà này làm gì vậy? Đúng là gia nhân không có. Có giả nhân. À, không, tại tôi nói giỡn cho nó vui vậy thôi. Không có đâu. À, nhưng mà đặc biệt một điều á, cái người họa sĩ chúng tôi quan niệm về tiền thì ít, nhưng mà tình thì nhiều. Cũng giống như trái tim của những người họa sĩ chúng tôi á, nhỏ nhưng mà khát vọng rất là bao la. Sữa à, trời ơi, tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất là cặp mắt của một người họa sĩ chúng tôi nhìn không giống những người thường đâu. Giống cái gì vậy? Đúng. Khác hả anh? Khác tương tự rắn. Như là ví dụ như ba cô. Ba cô đang mặc ba bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà với cặp mắt của một người họa sĩ như tôi có thể tưởng tượng được là ba cô đang không mặc gì hết. Trời mẹ ơi. Không. Nhìn kỳ vậy? Không. Tôi tưởng tượng cặp mắt họa sĩ tôi tưởng tượng. Nguy hiểm quá, tưởng tượng nguy hiểm quá. Tưởng tượng kỳ cục vậy? Dạ. Nè thôi bây giờ vậy nè, không đi đâu chơi ấy, hai đứa vô nấu gì ăn mời anh Trực đi. Anh chị làm gì? Tao ngồi tao chơi với anh Trực. Thôi. Vậy thì nếu mà được ba cô mời dùng cơm tôi mừng lắm. Nhưng mà trước khi chờ đợi các cô mà nấu ăn, nấu nướng gì đó thì tôi sẽ chạy ra ngoài mua một chai rượu. Tại vì bữa ăn của tối bữa Pháp á, có một câu là... Câu gì? Dîner sans vin, cơm lên sans vin, sans crème. Câu gì kỳ vậy? Dạ, có nghĩa là bữa cơm tối mà thiếu rượu vang, giống như là trẻ em thiếu cà rem. Hay quá. Bây giờ mấy chị chờ tôi đi nha. À, nhưng mà có một điều quan trọng nữa. Tôi sẽ dành một sự bất ngờ cho ba cô. Rửa à? Anh ơi, anh đi ăn mau về nha. Em nấu cơm hẹn anh dùng nha. Hẹn em anh dùng một lần anh mê liền à. Dạ, được rồi. Anh đi nhớ về mau nha anh nha. Trời em đang chờ anh nha. Hai đứa bay tao mệt lắm rồi nghe. Mệt gì mệt? Hết chuyện rồi mấy thằng quả sĩ khùng khùng điên điên không nhớ mãi trơn à. Ủa trời ơi, khùng điên chứ em cũng giật lãng hết trời, thiểu thủ quá rồi. Điên thế, đẹp danh thế, bảo điên khùng. Khùng thế chứ khùng nữa, em cũng chơi luôn. Cái mùa này vô duyên chưa kìa. Hả? Của em là điên đòi chơi, chơi là chơi ra răng. Vô duyên cái đó này. Của... Mặc quần Huyền đúng. Là của em mà. Tao nói cho mày biết, mặc quần Huyền của tao. Em nói là mặc quần là của em. Mặc quần của tao. Quần của em. Quần tao. Quần em. Quần tao. Quần em. Quần của tao. Tự nhiên hai đứa bay quá vô duyên dành cái quần à. Trời đất ơi, quần của tao nè. Thôi hai mẹ đi vô nấu cơm đi. Trời ơi. Trời ơi, hả? Đây. Và đây là sự bất ngờ cho ba chị. Kính thưa quý vị, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực, biết hiểu là mặt quân quyền. Và hôm nay tôi lột vào căn nhà có ba nàng tiên. Mà ba nàng tiên lỡ thời. Ông bà ta ngày xưa có câu á, sao cô chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Cha mẹ ơi. Dạ. Vì vậy để khỏi tình trạng này xảy ra, tôi mới hy sinh đời trai của tôi, lập ra một chuyện dự thi. Cuộc dự thi này rất đơn giản. Tôi sẽ đặt ra một câu hỏi. Nếu một trong ba cô này trả lời hay, mấy quý vị lựa chọn, thì mặt quân quyền này sẽ chọn người đó. Câu hỏi rất đơn giản. Các cô chuẩn bị nha. Dạ, sẵn sàng rồi anh. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các cô chú ý nha. Câu hỏi đó là Qu'est-ce que c'est l'amour? Có nghĩa là tình yêu là gì? Em trả lời trước nhé. Thưa quý vị, em tên là Nguyễn Thị Nụ, em thi hoa hậu quen rồi. À, em trả lời nhé, tình yêu là hai bên nhé, cùng có lợi nhé. À, là thuận mua vừa bán, là tiền cha mà cháu múc.
mà như ông gì nhà thơ nổi tiếng ấy, nói là yêu là mất ở trong túi tiền một tí đấy anh ạ. Em trả lời hay quá, nhỉ, vỗ tay. Cái cô này có tinh thần buôn bán. Mời cô thứ hai. Dạ tời em. Em đúng quá. Dạ em là công tầng tôn nữ Nguyễn Thị Hoa. Dạ em lấy hơi lên không vậy? Ngáp. Dạ xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha, chị bị xuyễn hả? Dạ không có, tại vì em run quá. Dạ chị ngáp à? Từ từ thôi, ngáp quá rủi ba vô. Dạ bây giờ em bắt đầu trả lời nghe anh. Dạ tình yêu có nghĩa là hoa nở rồi hoa tàn, bèo dạt rồi bèo trôi, tình đến tình đi rồi người cũng đi. Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Vậy nãy giờ cô nói tình gì tôi không hiểu. Dạ cái đó là em nói tiếng Việt đó, còn tiếng Tây có nghĩa là sao? Oh chérie, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Dạ em cảm ơn. Rồi xin mời cô thứ ba. Thôi bà lên đi, lên con mệt quá. Vậy dạ mời bé trả lời. Em tên Trần Hằng. Tình yêu là gì hả? Tình yêu là cái con khỉ khô gì? Theo em hả? Thương á thì em chụp, không thương á thì em dục, mà cà chớ như em á thì em đục vô mặt. Wow. Thread gang, thread gang. Dạ, quý vị thấy rồi. Cô người Huế thì kiêu sa đa tình. Còn cô bất kỳ nho nhỏ kia thì kiêu ngạo và khách sáo. Cuối cùng cô Nam Kỳ chân thật và thật thà. Vậy thì quý vị đã biết tôi chọn ai rồi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trần Hằng.